Ở đây mình có đồ thị parabol cơ bản nhất y bằng x mũ 2. Và những gì mình muốn làm là nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra hoặc làm sao để mình có thể tịnh tiến parabol này. Hãy xét một vài ví dụ nhé. Hãy nghĩ về đồ thị của đường cong, đây là y bằng x mũ 2. Hãy xem đường cong của y trừ k bằng x mũ 2 trông như thế nào nhé. Nó sẽ có dạng như thế nào? Ở đây người ta thấy x bằng 0. X mũ 2 bằng 0, phần đường cong màu vàng. Vậy x mũ 2 bằng y hoặc y bằng x mũ 2, nhưng ở đây x mũ 2 không bằng y mà nó bằng y trừ k. Vậy khi x bằng 0 và ta bình phương lên, 0 mũ 2 không bằng y mà là y trừ k. Sẽ là y trừ k, hay nói cách khác, đây là 0 nếu y trừ k, y phải bằng k dù thế nào đi nữa. Vậy y bằng k ở ngay đây. Vậy ít nhất ở điểm này, ta thấy nó tịnh tiến giá trị của y đi k đơn vị. Và điều đó đúng với mọi giá trị. Xét x nhé. Với đường cong màu vàng này, bạn bình phương giá trị của x và bạn được cái này. Và nó rõ ràng là không được vẽ đi thế đo cách mà mình vừa thực hiện ở đây. Nhưng với đường cong này, x mũ 2 không đi qua nó chỉ đi đến điểm y trừ k. Vậy y phải lớn hơn k. Đây là y trừ k, y phải lớn hơn k. Vậy y sẽ ở đây. Vậy đường cong này sẽ là đường màu xanh này tịnh tiến lên k đơn vị. Vậy nghĩa là y trừ k bằng x mũ 2 tịnh tiến lên k đơn vị. Dù kết quả như nào thì cũng tịnh tiến lên k đơn vị. Khoảng cách này là hằng số k theo chiều dọc giữa hai parabol. Và mình sẽ thử vẽ nó một cách cẩn thận nhất. Khoảng cách xét theo chiều dọc này là hằng số k. Giải xét về việc dịch chuyển theo phương ngang. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu ta có y bằng không phải x mũ 2 mà là x trừ h mũ 2. Hãy xem nhé. Đây là giá trị bạn thu được khi y bằng 0. Bạn được y bằng 0. Làm thế nào để có y bằng 0 ở đây? Giá trị ở đây phải bằng 0. Vậy x trừ h phải bằng 0. Nói cách khác là x bằng h. Ở đây ta có h. Vậy x sẽ bằng h. Một cách để nghĩ về nó là dù bạn được giá trị nào, khi bình phương để được y, giờ bạn sẽ có thêm giá trị của h để bình phương. Vì bạn sẽ trừ h từ nó để được 0. X phải bằng h. Ở đây nếu bạn muốn bình phương 1, x chỉ cần bằng 1. Vậy ở đây dựa trên bài thảo luận này, ta có x ở đây bằng 1. Và đây là 1 mũ 2, rõ ràng là không có sự thay đổi, vậy nó sẽ bằng 1. Nhưng giờ để bình phương 1, ta không nhất thiết phải có x bằng 1. X phải bằng h cộng 1, nó phải lớn hơn 1 là h đơn vị. Nó phải là h cộng 1 để được điểm tương ứng. Vậy bạn thấy sự ảnh hưởng, thay vì bình phương x, ta bình phương x trừ h. Ta tịnh tiến đường cong sang bên phải. Vậy đường cong để mình dùng màu đỏ. Nó sẽ trông như thế này. Ta tịnh tiến sang bên phải. Ta tịnh tiến sang bên phải h đơn vị. Giờ hãy cùng làm thêm bài khác nhé. Hãy tưởng tượng, hãy xét đường cong y bằng trừ x mũ 2. Giờ dù giá trị của x mũ 2 có bằng bao nhiêu, ta sẽ lấy giá trị âm của nó. Vậy ở đây với mỗi x ta bình phương nó, ta được số dương. Và bây giờ ta sẽ luôn được số âm bằng cách nhân với số vừa tính được với trừ 1. Nên trong nó sẽ như thế này. Nó sẽ là ảnh đối xứng của y bằng x mũ 2 lấy đối xứng qua trục hằng. Nó sẽ trông như vậy. Vậy đây là y bằng âm x mũ 2. Bây giờ hãy tưởng tượng chúng ta tịnh tiến thêm y bằng âm 2x mũ 2 thì như nào? Y bằng âm 2x mũ 2. Thực ra thì mình sẽ làm hai điều. Y bằng 2x mũ 2 trông như nào? Hãy xét phần dương trước nhé. Vậy y bằng 2x mũ 2 với dạng bình phương ta sẽ nhân nó với 2. Vậy kết sẽ được kết quả lớn hơn, trong nó sẽ như này. Trong nó sẽ hẹp và dốc hơn, sẽ có dạng như này.
Và một lần nữa mình chỉ đang đưa ra cho bạn ý tưởng, mình chưa vẽ nó ra hẳn đâu. Vậy tăng lên theo một số bất kỳ sẽ làm cho giá trị của nó tăng nhanh hơn. Nếu ta lấy y bằng âm 2x mũ 2, y bằng âm 2x mũ 2, tức là nó sẽ giảm nhanh hơn chiều ngược lại. Nó sẽ có dạng như này, nó sẽ đối xứng của thị mình vẽ như khi nãy. Vậy nó sẽ là một parabol có dạng hẹp như này. Và tương tự, và mình muốn biết là đồ thị của mình đang dần trở nên rối rắm hơn. Nhưng nhớ là chúng ta bắt đầu với y bằng x mũ 2 là đường cong này. Và điều gì sẽ xảy ra với y bằng 1 phần 2 x mũ 2? Mình chẳng biết dùng màu gì nữa. Nếu chúng ta lấy y bằng 1 phần 2 x mũ 2, tức là đồ thị sẽ tăng lên chậm hơn. Nó vẫn có hình dạng tương tự nhưng rộng hơn và tăng chậm hơn. Trông nó sẽ như này. Vậy hy vọng là bạn hiểu cách mà ta tịnh tiến parabol đi xung quanh. Ví dụ nếu mình có và mình đang vẽ rất cẩn thận. Ở đây để đưa cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì ta đang xét. Nếu đây là y bằng x mũ 2, đây là đồ thị của y bằng x mũ 2. Y bằng x mũ 2. Để mình tìm màu nào chưa sử dụng nhé. Đồ thị của y trừ k bằng a nhân x trừ h mũ 2 sẽ có dạng như này. Thay vì bắt đầu tại điểm 0, 0, đỉnh hoặc đáy, hoặc mình đoán là bạn có thể gọi là điểm trượt tiểu hoặc điểm cực đại, điểm cực trị của parabol. Điểm này ngay đây sẽ là điểm cực đại của parabol hướng xuống, điểm cực tiểu cho parabol hướng lên. Cái này sẽ dịch chuyển h đơn vị về bên phải và k đơn vị lên trên. Vậy đỉnh của nó sẽ ở đây và nó sẽ có tỷ lệ là a. Vậy nếu a bằng 1, nó sẽ có dạng tương tự, nó sẽ có cùng kiểu. Đây là a bằng 1. Nếu a lớn hơn 1, nó sẽ dốc hơn như này. Nếu a nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn 0, nó sẽ có dạng mở rộng to như này. Thực ra nếu a bằng 0 thì ta sẽ được một đường thẳng. Và nếu a âm nhưng nhỏ hơn 1, nó sẽ có dạng như này. Hay nếu nó lớn hơn âm 1, nếu nó giữa 0 và âm 1, nó sẽ có dạng rộng như này. Tại âm 1 nó giống hình đối xứng của đường cong ban đầu. Và nếu a nhỏ hơn âm 1, tức là nhỏ hơn nữa, thì nó sẽ dốc hơn nữa. Và trông như này, vậy hy vọng mình đã đưa ra cách tốt nhất để bạn hiểu về cách tịnh tiến parabol.